tôi là câu gì nó dở vậy? Rồi, học. Ok, lúc lại từ đầu nha. Bữa nay mình sẽ quay trở lại những cái điểm mà căn bản nhất của ba cái duyên mà mình đã học qua rồi. Ba cái duyên đầu, ba cái duyên to bự, ba cái duyên lúc nào cũng sẽ lặp đi lặp lại. Và mình sẽ có hai cái ví dụ bài tập rất là thú vị ở phần sau. Thứ nhất là mình sẽ nói về cái thằng nhân duyên. Thì những cái điểm căn bản nhất thôi, những cái râu rì gì đó thì mọi người có thể là tự ôn tự đọc, hoặc là muốn thì My sẽ gửi những cái bài đọc trước cho, không ấy thì tự coi cái cuốn sách Khái Lược Duyên Hệ. Rồi, cái nhân duyên ở đây là cái hơi tú bắt chì giá. Thì ở đây khi mình nhắc đến cái nhân duyên, tức là nhắc đến cái nhân tương ưng, thì nó có 6 cái nhân chia làm 2 hướng thiện và bất thiện. Thì thiện thì nó có là vô ham, vô sân, vô si. Bất thiện thì có tham sân si. Thì khi nhắc đến hê tú bát chê giá thì phải nhắc đến 6 cái nhân này đó. Và luôn luôn nhớ đó là khi một cái nhân là vô tham hoặc là một cái nhân tham, thì đồng thời nó sẽ là một cái cặp tâm và tâm sở đi theo cái nhân đó. Tiếp theo nữa là mình sẽ ghi nhớ về cái thực tính pháp và cái thực tướng. Thì hai cái thứ này là hai cái thứ mà để mình cân nhắc, mình suy tư, mình lượng giá, mình nhận diện về cái con đường thăng tiến của mình. Vậy thì đối với cái thực tính pháp thì mình luôn luôn nhớ là thiện thì không thể nào là bất thiện được. Cái việc tốt hay là cái việc xấu, cái việc đẹp mình có thể nhìn ở bên ngoài nó là như vậy, nhưng mà cái kết quả của nó, cái quả báo của nó, cái nghiệp báo của nó thì luôn luôn rạch ròi. Là cái thứ nhất về cái thực tính. Về cái thực tướng thì mình luôn luôn nhớ là mình bị chi phối bởi vô thường, khổ và vô ngã. Tất cả các pháp đều vô ngã, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường và khổ. Cái đó là thực tướng. Thì nó tồn tại như là một cái quy luật. Và mọi người nhớ cái điều đó để mình cân nhắc, để mình suy xét. Rồi tiếp theo nữa, một cái cột thứ ba, đó là cái trí tuệ của Đức Phật. Tức là sao? Tức là mỗi khi mà mình dùng Phật pháp, mình dùng cái trí tuệ của Bậc Toàn Giác, mình dùng những cái lời dạy của một cái người tu và chứng đắc được những cái pháp thù thắng nhất để mình suy xét và giải quyết vấn đề, tức là mình đã có trí tuệ Đức Phật, trí nó nổi lên. Vậy thì thể hiện qua ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, thể hiện qua ba chiều, cái không gian ba chiều mình suy xét là làm sao? Thể hiện qua ba cái mãnh lực đẩy cản và trì kéo như thế nào, lúc nào thì nó thuận, lúc nào thì nó nghịch, lúc nào thì nó thuận chuyển sang nghịch và nghịch chuyển sang thuận. Rồi mình có thế mạnh hay là có cái thói quen tư duy theo cái kiểu là suy tư, nhận diện, quán xét vấn đề theo cái mục đích tối hậu, theo cái đạo lộ thăng tiến, hay mình là một cái người chú trọng về kiến thức đúng sai, hiểu biết của khoa học, hiểu biết của thế thường, hiểu biết chi phối bởi văn hóa, vân vân. Thì cái đó là hai cái lối tư duy hoàn toàn khác nhau. Mình thuộc cái loại nào và cái vấn đề nào thì mình phải để cho cái lối tư duy nào nó thắng thế thì mới đưa lại được cái hiệu quả lợi ích cho chính mình và cho người. Rồi, thêm một cái nữa là tất cả những cái thứ này nó vận hành không có mệt mỏi. Nó sinh rồi nó trụ rồi nó diệt. Vậy thì nếu như mà mình hiểu được cái duyên này, mình hiểu được cái nhân này, mình chọn lựa được theo cái đạo lộ thăng tiến này, theo cái mục đích tối hậu này, mình thấy được cái lực đẩy, lực cản, lực trì kéo ở cái chuyện đó, ở cái việc đó, ở cái quá khứ như thế nào, ở hiện tại mình muốn thay đổi phải không, thay đổi ra làm sao để vị lai nó thay đổi như thế nào, mình muốn khổ nữa không, mình có thấy được cái sự vô thường không, mình đang làm như vậy thì cái tính chất, cái thực tính pháp nó là thiện hay là bất thiện đây. Đó là tất cả những cái câu hỏi khi mà mình xét đến cái duyên nào mình cũng phải đặt ra. Rồi, cái đó là cái nhân duyên theo cái bộ câu hỏi này, theo cái bộ tiêu chí này. Đến cái cảnh duyên
thì mình lại nhớ sáu loại cảnh: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, và lần lượt đặt ra những cái câu hỏi giống như cái nhân viên mình vừa mới phân tích. Rồi khi mình xét đến trưởng duyên, một cặp tâm và tâm sở là cái gì, với cái gì vậy cô? Tức là khi một cái việc gì đó mình làm á, và cái tâm mình khởi lên là thiện hay là bất thiện, cái loại tâm nào trong 89 tâm hoặc là 121 tâm thì nó luôn luôn đi kèm tâm sở. Tại vì sao? Tâm và tâm sở thì nó đồng sanh, nó đồng diệt. Thì cái này là một cái lưu ý thôi đó. Tức là khi mà mình khởi lên cái tâm tham mà thọ hỷ mà vô dẫn, thì mình phải đi mình phân tích tiếp, mình lôi đầu ra là cái thằng tâm tham đó nó đi cùng với cái tâm sở gì tương ứng với tâm tham, hiểu không? Và mình luôn luôn ghi nhớ một cái điều là tâm thì nó phải luôn luôn đi kèm với tâm sở, không dừng lại ở cái chuyện là xác định tâm, mà phải lôi đầu ra cho bằng được cái tâm sở đó là cái gì. Cũng là tâm tham, câu hành hỷ, vô dẫn, nhưng mà với cái người này thì cái tâm sở nó có thể khác với cái người kia. Và cái đó chính là cái yếu tố để mà mình xác định được cái khuynh hướng tính cách của mình, cái tiền thiên tộc khí của mình, và những cái điều mà nó riêng có ở mình, để mà mình có thể sửa, để mà mình có thể chọn lựa cái cách thăng tiến sao cho nó phù hợp nhất. Được chưa? Rồi, nói tiếp về cái trưởng duyên. Thì nếu như cái cảnh duyên, mình phải nhớ sáu cái loại cảnh để mình suy xét, giống như cái ví dụ mà mọi người có điền cái link hôm trước á. Thì mình hay bị sa vào cái trạng thái tham bởi cái cảnh sắc loại nào, sa vào cái trạng thái sân của cái cảnh khí loại nào, ví dụ vậy. Còn đó với trưởng duyên thì mình ghi nhớ là cái cảnh trưởng duyên, tức là một cái cảnh mà nó vượt trội lớn mạnh hơn tất cả những cái loại cảnh khác vào cái thời điểm đó thì là cảnh trưởng duyên. Rồi cái đồng sanh trưởng duyên thì có dục, có cần, có tâm, có thần. Thì khi nhắc đến trưởng duyên là phải biết về hai cái loại lớn này và bốn cái loại nhỏ của cái thằng đồng sanh trưởng duyên. Để làm cái gì? Để khi mình tin gì vậy? Nói nghe gì vậy? Hướng nào về trí tuệ đức là mình muốn làm gì đó. Cái hôm qua một là thứ của phần chất em những cái câu hỏi này để mọi người đó thì là mình tự đặt câu hình điện. Còn nếu mà mất nguyên bộ này thì lấy ra câu, hoặc là ấn tượng nhất với những cái loại câu hỏi nào, chẳng hạn gặp cái vấn đề đó, phạm cái sai lầm đó, hoặc là được một cái điều lợi ích gì đó, mình ngồi xuống mình lượng giá, mình suy xét, và cái câu hỏi đầu tiên mình nhớ nhất và nó mạnh nhất nó hiện lên trong đầu của mình, đó là tôi đang suy xét chuyện đó được thành tựu theo cái mục đích tối thượng hay là theo cái sự khen chê của đời. Thì cái đó là mình đang đặt câu hỏi dựa trên hai cái lối tư duy, và mình nhớ cái cách đặt câu hỏi đó nhất thì nó trở thành cái trưởng lại cái cảnh pháp. Cái cảnh pháp trưởng của mình, hiểu không? Rồi tiếp tục mình suy xét những cái câu hỏi khác. Lực gì diễn ra vào cái thời điểm đó? Rồi cái thời quá khứ, cái chuyện đó nó vận hành sao để cho đến hiện tại nó thành ra như vậy, là những cái câu hỏi được chưa?
Cô ví dụ gì là cái gì chứ? Nhân cảnh trưởng, ok, mình có ví dụ liền nè con. Rồi, mình có hai cái mẫu và một cái là bài tập phân tích cá nhân trong trực từng người. Giống như hồi nãy cô có nói đó, thì mỗi người có những cái đặc điểm riêng và cái bài tập phân tích cá nhân này là để loại ra chỉ mệnh mình còn không thể giống chấm chấm. Nghĩa là sao? Nghĩa là dựa trên cái mệnh đề này, riêng cho mình nó không được đi, không được luôn, nó không gửi luôn. chẳng hạn đối với cu mi, may mà mình còn có ông thầy Dũng. Được. Được rồi đó. Thì cu mi sẽ điền vào dấu ba chấm đó theo cái sự định kiến của cu mi, à mình được đánh Phật công học hai đề này được nhờ cái ông thầy Dũng này á, là ba thứ là biết được Phật pháp, hiểu không? Vậy thì mỗi người sẽ điền vào cái vế phía sau này cho chính mình. Ổn định lắm mà. À, cái giống gì? Ủa, ai bị chập chờn hả? Tới lúc mà bà nói bình thường cho nó vô được. Alo. Tới tới nói mà bà lúc mà bà nói chuyện bình thường á, cái nghe rất rõ, nhưng tới lúc bà giảng bài thì chập chờn như tắt thở rồi. Alo, giờ nghe rõ đúng không? Rõ rồi. Nói gì nè? Tin thử nói. Bây giờ nhắc lại cái ví dụ này ha. Tức là mình có một cái mệnh đề này và mỗi người sẽ điền tiếp ngoài sao cái dấu ba chấm theo cái đặc điểm, cái đặc tính riêng của chính mình. Thì đây là một cái ví dụ của trường hợp của cô My thôi, còn các bạn sẽ điền tiếp cái vế sau này sao là tùy vào các bạn, kịp chưa? Kịp chưa kìa, cho phản hồi kìa. Rồi, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cách hiểu không? Hiểu cái chỗ này không? Ai không hiểu hỏi lại. Ok, bên con nghe rõ hết. Có chút chỉ là không hiểu. Ok. Duy hiểu không? Duy cũng không hiểu luôn. Có ba chút lọc đi rồi, không hiểu. Cái ví dụ ở cái chỗ Khánh này Ngọc cũng không hiểu luôn. Bây giờ ok, bây giờ để giải thích lại nha. Ủa, mình có cái mệnh đề là như vậy, mình có cái mệnh đề là như vậy, may mà mình còn có ông thầy Dũng thì cái câu này rồi thì biết chỉ là này à một cái câu là chưa vô hạt. Chẳng hạn như cô My thì cô My biết là mình chỉnh thôi, mai đây mà mình còn có ông thầy Dũng. Vậy từ cái ý mọi người sẽ viết mà mình biết đến Phật Tích Pháp tiếp cho hoàn chỉnh cái câu này, biết đến mình thấy ngồi nào tùy người biết vào cái vai trò não đi. Ví dụ như lọc lò của ông thầy Dũng đối với mình trường học hành và tiếp được động lực của đây mà mình còn có ông thầy Dũng đem cái đồn tính để nhắc mình những lúc mình lừa Dũng, để bên cạnh những lời mặt ngọt mình còn được nghe những lời chửi một cách chân chánh khổ ai mà tôi bị chửi hoài chứ không mệt. Kết hợp trường hợp cái đặc điểm của mình đó, chính cái trường hợp, chính cái đặc điểm của mình mà nhờ có cái vai trò, cái sự hiện diện, cái bản mặt của ông thầy Dũng mình trải nghiệm sao thì mình điền vô cái vế vì sao như vậy để hoàn tất cái câu này. Tới đây hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Thiệt nha. Hai cái chữ mình được biết đến Phật Pháp bằng cái phần của mình, đúng không?
Dạ, cô mi nói cái cụm đó là cô mi là mẫu của cô Ừ, mi. hai cái của mình Dương sai cái của Dương sao dơ. Trời ơi, khổ. hai sao mà còn làm được luôn Hết bước một là thay vô. hiểu Trời ơi hiểu trời. thấy là cái hình, có thấy cái dòng chữ mà tôi in đen này không? Đó, nó là cái mệnh đề, nó là cái nguyên nhân, nó là cái bối cảnh. Bây giờ dấu ba chấm này nè, mọi người thay vô cái gì đó là cái trải nghiệm riêng của mọi người, từ cái nguyên nhân, từ cái bối cảnh đó. Và cái trong cái ô này là cái ví dụ của tôi, trải nghiệm của riêng tôi. Nếu quý vị giống thì quý vị có thể ghi giống, nếu quý vị khác thì quý vị ghi khác. Ok baby. Ok. Rồi cho mấy phút làm. Rồi tới đây có ai còn chưa hiểu? Tới đây có ai còn chưa hiểu không? Rồi, chắc hiểu hết rồi đó. Rồi, có cho thời gian làm không? Ok. Từng bước thôi Trương ơi. Thấy mọi người đang đang bị rối đó. Bây giờ cô cho từng bước nha. Rồi, hiểu cái mệnh đề này rồi, hiểu cái cách mà phải đưa cái vế câu của chính mình vô rồi. Bây giờ mỗi người làm cho mình ít nhất một câu trong vòng Không, cô nghe trước 7 đi phút. cô cho nên Rồi chat lên trên cái này. Rồi ok, ký con đó mà mình cũng để bên đời nhắc nhở động viên Phật pháp mà tu học học hành đó là câu của ký. Ok chưa? Rồi bây giờ mỗi người đánh lên. Ít nhất một câu chính trải nghiệm của Mai được chưa? nó Đúng rồi, một lát sẽ hướng dẫn để mọi người phân tích cái ví dụ của mình. Ừ, vui lắm con. Tôi đâu có dám bỏ cái chữ may ra đâu. Tôi phải để cái chữ may để mọi người còn viết cái gì đó nó tích cực, hiểu không? Nhớ là Nhớ lòng hả? À, vậy. Thôi đi Không, bà Trúc nhìn sau hậu trường trước khi bà Lộc nhắn lên khoán cho một câu nhớ lòng dối lòng. Vậy thì mình sẽ cố gắng cho bạn ăn thiệt nhiều luôn vậy người ta hiểu rõ sửa mình đi thôi để bạn được thỏa lòng như ý nguyện mong cầu. Cái lúc mà Trúc nó đánh cái món ăn tinh thần bổ dưỡng, thực ra là nó chỉ nghĩ đến cái tô bún riêu của cái quán ở gần với trung tâm thôi. Cái đó là cô nói giỡn đó Ký ơi. Ký nó hỏi ăn trong khi đó là cảnh viên phải không cô? Cảnh viên hay là cái gì thì lát chị Trúc phân tích mới biết con. Chứ cô đâu có nằm ở trong cái tâm với tâm sở của chị Trúc đâu cô biết.
Đợi mãi mà cái chuyện con đọc ngán nó không qua được cái bản. Tiết chế mấy lúc cùng hùng rồi đúng không quý vị? Đâu còn ai nữa đâu ha. Ủa, có xuất hiện của Tiên Chu mà sao? Rồi, mình qua cái bước tiếp theo ha. Tức là từ cái câu nhận định này, mình quay qua, quay qua cái slide đây. Mình có ba cái ô. Mọi người còn nghe rõ đúng không? Rõ. Bên Kim Ngọc thì lúc nào cũng rõ. Đó. Tu học Phật pháp nè. Cùng Kim Ngọc. Mọi người cũng nghe rõ không? Được học các lớp bổ trợ. Úc Dinh. Chửi mình để có những món ăn tinh thần bổ dưỡng. Thanh Trúc. Có môi trường học tập thăng tiến, có người đồng hành nhắc nhở sửa mình. Tiện Di. Để biết mà sửa, để mình biết, để xem rõ về đích đến. Rồi mình thấy mình còn xấu ngu sai khổ để mà học, mà hành, mà sửa cho rốt ráo. Bà Tiền, giúp mình bớt sợ hãi. Bà Ngân, nhắc nhở mình học hành, không làm biếng, giúp mình tiết chế mấy lúc mình khùng hùng. Bà Đậu Ngự, để mình học hành cho đỡ ngu và cố gắng sửa mình. Bà Tiên Chu, một, có cái hội chúng để duy trì sự tu tiến cùng nhau. Hai, được biết đến Phật học. Ba, có người để hỏi lúc biết đường. Bốn, góp phần sắp tấn mình vượt qua những giới hạn của bản thân để tu tiến. Ông Dũng, đó là lời của bà Tú. Chúc có bổ sung để chỉ ra điều sai xấu của bản thân. Cái đó là của bà Trúc hoàn toàn, hồi nãy ở trên là của bà Lộc. Cái món ăn tinh thần là của con lợn. Ok, món ăn tinh thần. Rồi. Ha. Bây giờ mình sẽ nhìn vô ba cái ô nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên. Tại vì mình mới học có ba duyên này thôi thì mình lấy ra mình xài trước. Rồi. Mọi người suy nghĩ về cái mệnh đề mà mình đã đặt ra, những cái trải nghiệm của mình. Ai mà mình có không? Dũng. Rồi. Trả lời câu hỏi. Với cái vế ngoài sau mình biết á.
thì cái sự hiện diện, cái sự có mặt của ông Dũng nó là cái cảnh duyên cho mình, để mình có cái sự học hành, có sự thay đổi, có cái sự biết đó. Hay là nó là cái trưởng duyên, nghĩa là sao? Cô sẽ cảnh duyên hội gì đó à, có thể là lúc nó xuất hiện à, lúc mình bắt nó, lúc mình học, nhưng mà cái trưởng duyên đó là nó vượt trội hơn tất cả những cái lý do khác, hiểu không? Nó là một cái lý do không thể thay thế, nó là một cái lý do quan trọng nhất. Đây là trưởng duyên. Nghe lực dịch không rõ. Rồi cái tim mất rồi. Cái gì giống như đề phá cuộc họp. Chồng ở lên rồi. Alo. Ở dưới tôi tắt bên đây đi, mở bên đây. Nghe chưa? Ờ, ok. Nhắc lại ha. Trước tiên là mỗi người à, sẽ tự trả lời cho mình thông qua cái câu mà mình viết đó đó. Thì cái việc mà có cái sự xuất hiện, có cái việc tồn tại, có cái việc trợ giúp ủng hộ của ông Dũng đó, nó dừng lại ở cái bước là cảnh duyên thôi à, hay là nó trở thành cái cảnh trưởng duyên của mình, tức là lâu lâu nó xuất hiện với cái hình thức là à, cảnh sắc, cảnh thinh, hoặc là nó đã trở thành một cái thứ nguyên nhân vượt trội quan trọng nhất để mình có được những cái thành tựu kéo theo ở ngoài sau. Là câu hỏi thứ nhất, loại nào trong hai loại này? Được chưa? Cái ý thứ hai, đó là cái sự xuất hiện, cái sự có mặt của thầy Dũng này nè à, với những cái thành quả mà mình đã có được ở cái vế ngoài sau, mình tự điền cho chính mình á, nó thuộc vào cái dục, cái cần, cái tâm, hay là cái trưởng, cái thẩm trưởng. Ừ. Tức là nhờ có ông thầy Dũng, nhờ có những cái lớp đó mà mình ráng, mình chăm chỉ, cố gắng, mình theo, mình học, mình theo, mình sửa mình theo, mình thăng tiến. Hay là nhờ có những cái lớp đó mà ẩn đằng sau những cái lớp đó à, là nó vui à, là ổng nói được cho mình nghe rất nhiều những cái thứ mà mình rất là muốn nghe, mình muốn học, cho nên mình đến, mình học à, thuộc cái dục trưởng. Hay là theo cái kiểu là mình luôn luôn suy xét những cái điều mà ông chỉ trong mỗi cái lớp bài năng, mình thấy đúng là mình làm. Hoặc là sau mỗi cái bài đó, ở những cái điểm mà ông chỉ ra đó, ông phân tích ra đó, thì mình cũng suy tư, mình cũng bắt kịp theo để mình soi xét cái tính logic, cái mục đích của nó. Thì cái đó là thẩm trưởng. Thì nó thuộc cái loại nào trong bốn cái loại nhỏ hơn đó nữa? Hiểu không? Bốn cái luôn được, nhưng mà ở đây mình xét là trưởng cần, cho nên là dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng, thì cái nào nó là trưởng thì cái đó nó mạnh nhất. Mạnh nhất ở đây mình xét theo cái bối cảnh nào, cái bối cảnh của cái câu mà mình đang viết á, hiểu không? Bây giờ tôi lấy một cái câu rất là ngắn gọn của bạn Ngân nè cho mọi người con nha, ví dụ nè. À, đối với bạn ơi, thì may mà có ông thầy Dũng giúp cho bà bớt cái sự sợ hãi. Vậy thì nếu như mỗi lần bà nhìn thấy mặt ông thầy Dũng, bà nghe cái lời dạy ông thầy Dũng, bà xuất hiện ở trong lớp của ông thầy Dũng, bà cảm thấy quên đi cái sự sợ hãi, bà không cảm thấy sợ hãi, ví dụ như sợ ma, sợ khổ hay sợ gì đó à, thì cái đó là cảnh. Còn mỗi lần mà bà nhớ đến tất cả những cái gì liên quan đến ông thầy Dũng là bà đều hết cái sự sợ hãi à, nó vượt lên trên tất cả những cái điều mà có thể làm cho bà sợ,
thì nó là cảm trưởng duyên. Còn ví dụ như nhớ đến ông thầy Dũng, là bà nhớ đến những cái lời dạy, những cái lớp, những cái điều học mà làm cho bà đủ cái sự suy xét, đủ cái sự suy tư để bà biết chắc chắn là cái sự sợ của mình là một cái sự vô lý, không có căn cứ. Có nhiều cái thứ khác nó thuyết phục mình hơn để mình vượt qua cái nỗi sợ hãi đó, thì nó rơi vào cái trường hợp là thẩm trưởng duyệt. Hiểu chỗ này không? Đó. Rồi, tiếp đó mình tiếp tục đặt cái câu hỏi. Vậy thì nhờ cái ông thầy Dũng này nè, nó làm nhân mà thuộc cái nhân thiện hay là nhân bất thiện? Về cái hình thức á, là mọi người đều đã đưa ra cái vế của mình, những cái trải nghiệm của mình là có vẻ tốt đúng không? Nhưng mà ẩn đằng sau đó có cái gốc gác nguyên nhân nào của cái sự bất tội nguyện không? Của cái sự bực bội sân hận không? Của cái sự ganh tị không? Của cái sự không vừa lòng tỏi ý không? Của cái sự phân bì tị nạnh không? Vân vân. Thì mình suy xét lại cái nguyên nhân, cái gốc rễ của cái mối liên kết này, của cái duyên này với cái người này, là đi theo cái chiều hướng thiện hay là đi theo chiều hướng bất thiện. Được chưa? Tại vì như mọi người đã học cái bài cảnh duyên á, thì nó có thể từ cái thần bất thiện qua cái thần cảnh, nó làm duyên để nảy sinh lên cái điều thiện được. Và ngược lại, những cái điều nó là thiện nhưng mà qua cái thần cảnh duyên thì nó có thể trở thành bất thiện. Cho nên là mình suy xét vào cái gốc vấn đề, coi là cái mối tương tác của mình, cái sự liên quan của mình với cái ông này, với cái người này, thì nó có nảy sinh những cái chỗ nào bất thiện không? Ký nói rõ hơn cái chỗ mà ký không hiểu đi. Ở đây mình đang xét ở cái vế đầu tiên nó làm nhân, thì cái đối tượng ở đây là ông thầy Dũng đang làm nhân, và theo cái hướng nào? Đúng rồi đó, nhân thì chia làm hai, thiện và bất thiện. Trong thiện thì có ba, trong bất thiện cũng có ba. Thì theo như cái xu hướng mà mọi người chat từ nãy giờ á, thì thấy một cái nhân nó rất là rõ ràng luôn, đó là nhân vô si. Vậy thì với từng trường hợp riêng của mỗi người, nó có nhân vô tham không? Nó có nhân vô sân không? Nó có nhân sân không? Nó có nhân tham không? Đúng rồi. Mọi người theo các câu hỏi gợi ý nhỏ của thầy Dũng ha, nó bám theo những cái sự thuyết minh của cô từ nãy giờ. Tâm trưởng trong bài tập này là như thế nào vậy cô? Tâm trưởng trong cái bài học này, ví dụ trường hợp của Tiên Chu luôn nè ha. Tiên Chu ghi là may mà mình có ông thầy Dũng để được học hành cho đỡ ngu và có sự cố gắng sửa mình. Vậy thì mình quay trở lại với cách hiểu về tâm trưởng. Tâm trưởng tức là sao? Bất kỳ một cái sự việc nào nó đến với mình đều lấy cái suy xét về trạng thái tâm của mình lúc đó là đề mục chính, làm cái sự quan tâm nhất, cái sự ưu tiên đầu tiên. Được chưa? Rồi, áp vào cái ví dụ của Tiên Chu, đó là để cho mình cố gắng sửa mình. Đúng đó.
nếu nó có nó phải được thôi thúc bởi cái chuyện của tiền, hiểu không? Đó. Ok. Ai mà chưa có ghi tự ghi kịp cái câu hỏi theo cái mạch nói của cô thì có thể xem vào cái phần chat thầy Dũng có note là cái câu hỏi ha. Rồi khi mà mọi người làm trả lời những câu hỏi này nè, một cái điểm thôi, một cái điểm mà mọi người sẽ phát hiện ra một cái câu mệnh đề chung mà cô đưa ra, đó là may mà mình còn có ông thầy Dũng. Nhưng mà mọi người suy nghĩ rồi, trong cái lúc mọi người nhìn thấy câu này, mọi người đọc câu này, mọi người suy nghĩ về câu này để mọi người đưa ra cái vế riêng của mình á, thì mọi người nhớ đến cái điểm gì của ông thầy Dũng? Mọi người nhớ đến cái đặc điểm nào nổi bật nhất khi mình nghĩ đến ông thầy Dũng? Cái này khác nhau nha, cái này khác nhau ở mỗi người nha. À, và cái đó chính là cái đặc điểm riêng của mình đó, và mình phải lôi đầu nó ra được, hiểu chỗ này không? Tôi nha, tôi đặt cái câu này, tôi nghĩ đến cái câu này nha, thì tôi luôn luôn tôi nghĩ đến cái chuyện cái lần đầu tiên mà tôi biết đến Phật học nhờ ổng. Nhưng mà đâu ai biết được Lộc nó nghĩ đến cái câu này thì nó nghĩ đến những cái lời ổng chửi thôi sao? Thằng Ký nó nghĩ đến cái câu này thì nó nghĩ đến những cái buổi ở trong phòng nhìn thấy cái hình ảnh của ổng soạn giáo trình không thì sao? Hiểu chỗ này không? Và cái chỗ này là cái chỗ khác nhau. Chính cái cảnh đó thuộc cái loại nào? Cảnh pháp hay là cái cảnh trưởng duyên của mình theo cái xu hướng nào thì mỗi người nó khác nhau. Đó. Không sao Ký, hồi lúc nãy cô chưa nhấn mạnh thì con sẽ không có biết để mà con lôi cái nằm ẩn bên trong đó, thì bây giờ con biết rồi thì con nghĩ lại, con suy xét lại. Và nó sẽ rất khác nhau ở từng người. Rồi mọi người suy xét, mọi người trả lời những cái câu hỏi mà vừa hồi nãy mình đặt ra ha. Sân hận như vậy thì học vì sợ bị chửi tiếp. Sẽ mời khoảng 2 người để chia sẻ về cái câu trả lời của mình ha. Tại vì ban đầu cô thuyết minh là cô thuyết minh cái cảnh song hành với cái trưởng duyên á Trương, cho nên là thầy Dũng ghi là 2, mà mình có thể mở rộng ra mình nói về cái nhân, cái nhân duyên luôn. Cái nhân duyên thì cô phân tích lúc sau cùng, hiểu không? Tới 10:20 ha, mình chia sẻ một chút chỗ này.
cho mày. Lấn cấn chỗ nào thì hỏi lên nha. Ok, 1, 2, 3, 4. Như cái ví dụ của cô Tuyền rất là thú vị ở cái chỗ nè. Nhắc đến ông Dũng thì nghĩ ngay ngay đến cái chuyện là ông biết rất nhiều thứ. Thì trong cái hình dung của cô Tuyền khi mà nghĩ đến hình ảnh của ông Dũng, nghĩ ngay đến cái chuyện là ông là một cái người rất có hiểu biết sâu rộng. Nhưng mà nó không có làm cảnh cho cô Tiền để cô Tiền mong muốn cô Tiền có. Mà cô Tiền lấy cái đó làm cái cảnh để mà cô Tiền biết làm sáng rõ về cái đích đến. Để thấy là mình còn xấu ngu sai khổ. Có cái ước vọng cô Tiền, có cái sự mong cầu cô Tiền, có cái sự thông
thôi thúc để cô Tuyền biết nhiều giống không? Alo, nghe không? Alo. Nghe chữ alo, nghe chị. Ok, ok, nghe không? Rồi, nghe ok nữa. Nghe rồi đó. Đó, thì hồi nãy nói ở ngay chỗ mà phân tích chút xíu về cái làm cảnh duyên với lại cái kết quả của cái cảnh duyên đó, mọi người có nghe không? Ví dụ của cô Tuyền á. Có nghe khúc đầu. Không cô, ủa sao thiện duyên không nghe ta? Nghe tới khúc cảnh duyên. Ừ đúng rồi, nói có khúc cảnh duyên chứ đâu nói gì nữa đâu. Rồi ok. Ai chia sẻ về các cái câu trả lời cho mình cho cái phần này một chút đi. Coi như một cái phần cô Tuyền chát lên rồi nè. Rồi thêm một người nữa đi. Để mình còn kịp thấy cái đề của cái câu số 2. Ai mở mic lên chia sẻ đi. Con nào? Hay là bạn mới, bạn Trương? Hay là bà Tú? Viết rất là nhiều. Cơm thì Dũng luôn tạt nước vô mặt. Ủa chứ không phải muốn ăn tinh thần sao? Mà mình để mình không tự cao, tự mãn hay tự tin. Mình tự tử. Biết mình đang ở đâu và cố gắng nhiều hơn nữa. Nhân viên trong đó có nhân viên quân sự thì chưa chắc. Vậy đúng không cô? Rồi vậy thì con làm rõ ra nữa đi con. Con làm rõ ngay cái chỗ mà luôn tạt nước lạnh vô mặt mình nè. Để mình không tự cao, tự mãn, tự tin rồi nè. Để mình cố gắng nhiều hơn nè. Vậy thì cái đó nó là cái duyên gì? Dưới cái hình thức mãnh lực nào? Hiểu không? Dưới cái hình thức mãnh lực nào mà khiến cho mình bớt đi cái sự, hoặc là mình nhìn nhận, hoặc là mình cảnh giác với cái sự tự cao, tự mãn, tự ti của mình? Mãnh lực nào? Phải làm rõ cái mãnh lực nào ở cái chỗ đó. Thức ăn bổ dưỡng đâu rồi? Trường có muốn chia sẻ câu trả lời của mình không? Đang ghi cô ấy. Ủa, ghi luôn cái câu của con Lộc hả? Dạ không, có con chứ. Tưởng đâu có sự đồng cảm với bạn Lộc. Ai biết. Tương tự như vậy, tối nay thầy Dũng tự đóng cửa phòng một mình, lấy cái mệnh đề ngược lại. Mai mà có cái hội chúng này chấm chấm chấm, tự điền vô, nghe không? Dạ. Thầy Dũng là được đặt cách làm bài tập này một mình. Mai mà có hội chúng này mà tóc bạc như vậy cậu. Con phải làm rõ ra nha Lộc. Đó là những cái hồi nãy cô nhấn mạnh, những cái từ khóa của con đó. Không tự cao, không tự mãn, tự mãn, tự tin đó. Thì con phải làm rõ là lâu lâu nó hiện về như là một cái cảnh thôi, với mãnh lực của cái cảnh thôi, hay là nó cứ dai dẳng đeo bám là cảnh trưởng duyên, hay là nó là một cái sự mà thôi thúc mình là mình phải vượt qua được cái điều đó, hoặc là mình phải làm cho ổng thấy, ví dụ vậy. Thì nó là cái dục trưởng, nhưng mà ẩn đằng sau đó là cái tâm bất thiện.
tâm sân hoặc là cái tâm tham. Hiểu chỗ này không? Nó rất là khác luôn, trời đất ơi, phải 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 môi đầu của nó ra, môi đầu nó ra hiểu. Nội cái chuyện mà hồi nãy cô nhấn mạnh lúc sau cùng đó, mình khi mình đọc lên cái câu này, mình nhìn thấy cái câu này á, cái trạng thái mà nó ra sao, mấy mà có ông thầy Dũng thì nó khác, may mà có thầy Dũng thì nó khác, trời ơi mấy mà có ông thầy Dũng thì nó khác, thấy không? Cái gì vậy? Mình ít đi nhiều quá rồi biết nó cái gì vậy? Nó nhiều quá. Mà nó ngu rồi thì nó sẽ kéo theo cái sự tù mù của cái câu sau nè. Cái câu này nó rất là dễ dàng à, tại vì mình nói dựa trên cái đối tượng khác, hiểu không? Nhờ ông thầy Dũng á, tại ổng cũng dễ. Còn qua đến câu sau nè, mình đặt cái tình huống là mình nè, chính mình xử lý nè, thì phải làm cái câu này hết sức mình đi, qua qua cái câu sau mới có kinh nghiệm để làm tiếp. Trần chương lâu dữ bay, có nói không? Nói cho ta biết. Có nói nhiều. Như vậy nha Lộc, ở ngay cái chỗ của con á, là cố gắng nhiều hơn nữa thì mình phải làm rõ ra. Nếu như mà cái nguyên nhân là ông thầy Dũng đó đó, mà dẫn đến cái kết quả là làm cho mình cố gắng nhiều hơn nữa đó đó, thì cái đó là thuộc về cái dục trưởng, cái tâm trưởng, cái thẩm trưởng hay là cái cần trưởng. Rồi, ký nó nhắn lên rồi đây, nhắc nhở động viên là nhân thiện. Mà mày nói luôn đi ký, tự nhiên tao chờ mày nói cho mày đánh lên thiệt chứ. Cần đi đâu mà cần đi đâu, cần đi đâu, cần đi chơi. Nhân đây là nhân thiện, có thầy, nhờ thầy mà mình còn lo học, không có sao đọ ăn chơi, không có sao đọ thì chưa chắc ha. Cảnh duyên là những lần lượng giá, trưởng duyên là cần đi đâu, đi đâu, biết đâu, đâu. Thì bởi vậy tôi nói mấy người nói đi, biết đến Phật pháp mà tôi ta học học hành, nhân hết sức thiện, tức là nhân thiện này đã hết sức, nó bị kiệt sức rồi. Cô giáo mình làm gì trong Phật pháp mình có hết sức thiện, thiện là thiện, bất thiện là bất thiện, hết sức thiện là thiện hết sức. Cảnh duyên là nhớ đến mấy lần dạy bổ trợ sớm khuya, không biết tôi đọc cái giọng này có đúng không hay là sớm khuya. Người bác còn nói bởi vậy, trời đất ơi, sao nhưng mà có đọc đúng rồi. Là cái ý sao đúng đúng không? Giọng đó anh nghĩ sao đúng, cái sao đúng. Tôi ngại okay. Quá à. Trưởng duyên, dục thường đi đầu vì muốn nghe những điều thầy dạy. Ok. Đó, thì mọi người phân tích ra, kỹ ra, để cho mọi người thấy là ba cái duyên này nó ứng dụng như thế nào vô trong cái thằng này. Để mình nhìn rõ ra. Là từ hồi trước giờ mình cứ miệt mài mình theo mình học, mình miệt mài mình nghe những điều ông nói,
mình miết mai mình giỡn ống lăn ống trứng mình vì lý do gì? Vì cái lý do gì? Vì những cái lợi ích nào ẩn đằng sau đó, và còn cái gì nó bất thiện không để biết sửa. Rồi sương vậy ha. Rồi tiếp theo, câu chuyện này không phải mới nhưng chưa bao giờ cũ. Người chết ta xót xa, chữ chết để trong dấu ngoặc kép, tức là tất cả những thể loại chết kể cả thiện hết sức. Người chết ta xót xa, chẳng phải vì thương tiếc, tu hành chưa đạt đạo, lần lượt đến phiên ta. Rồi, cái mệnh đề ở đây tương tự như cách làm ở ví dụ ở trên. Nếu một mai tôi tóc cần thăng tiến thì tự mình điền vô cái vế thì ở ở đằng sau. Cốc cần thăng tiến. Nếu một mai tôi cốc cần thăng tiến thì sao? Thì chuyện gì xảy ra? Thứ nhất là có thể là kết quả. Thì ở ngoài sau cái chữ thì này có thể là kết quả. Tôi sẽ như thế nào đó, chuyện gì sẽ xảy đến đó, cái gì sẽ diễn ra đó. Rồi ở đằng sau cái từ thì này có thể là một cái trạng thái của mình, như là tiếc nối hay là mình mong muốn cái gì đó. Hoặc là thì cũng có thể là một cái cảm giác hả hê, trời, thì sung sướng, thì tự do, thì đỡ phải bị tạt nước lạnh, ví dụ vậy. Ví dụ. Hai cái câu dưới là để nói lên cái bối cảnh đó con, để nhắc nhở á. Nếu một mai tôi cốc cần thăng tiến, tức là một mai mà tôi không còn thăng tiến nữa là coi như tôi chết trong dấu ngoặc kép á. Thì những cái người khác lần lượt đã ra đi rồi, có thể là con không có dự những cái tiết mà mọi người nói là lửa đang cháy hoài sau đít, nên con không biết là những người đã ra đi rồi, những người mà không còn tha thiết với cái chuyện thăng tiến, với cái chuyện mà bớt khổ của chính họ nữa. Thì mình nhìn vào trường hợp đó mình chặt lưỡi, mình nói thương tiếc, nhưng mà không phải vậy. Mà đến một ngày nào đó nếu như mình không cố gắng tiếc, mình không đi tiếp trên cái mục đích tối hậu của mình, thì cũng đến được mình thôi. Hiểu không? Không phải câu đó cô nghe trong mấy đoạn giảng của Sư Sáng Viên á, mà cô không biết Sư Sáng Viên lấy đâu nữa. Cũng có nhiều thơ lắm. Trường hợp 1, mình làm cái gì đó mình nghĩ là mình làm tốt nhưng bị chê tạt tơi, xong mình muốn làm giỏi hơn, tốt hơn để được công nhận. Trưởng viên, con xin trưởng viên, dục trưởng, dục bất thiện, hu hu. Ráng hu hu đi nha con, chứ để một mai tôi cốc cần thăng tiến là chỗ này nó chuyển thành ha ha đó. Trường hợp 2, những lần mình được góp ý để cải thiện những điều đã làm tốt hơn, những gì đã làm cho tốt hơn, mình suy ngẫm lại những điều đó để rút kinh nghiệm cho lần sau. Trưởng viên. Ủa cái này con viết là trong cái bối cảnh nào, vì sao vậy lợn? Sao trường hợp 1, trường hợp 2 mày quăng vô đây tao thấy nó rất quất mày. Cái lý do mà mày gõ đoạn này mày quăng lên là cái gì? Sọc dư vậy? Trường hợp 3, bị chê, giận, khó chịu, bức bối vì nghĩ mình làm tốt vậy mà sao bị chê. Các trường hợp ví dụ của Mai mà ông Thành Dũng sao mình... cái CPU của nó load bị chậm. Nãy cũng mấy kia cũng có làm rõ nghe luôn. Rõ rồi nhắn chơi. Ok. Ok. Ghi nhận. Có sự cố gắng làm rõ ra. Ok. Rồi. Đó, mình có cái hai câu thơ nhắc nhở và một cái mệnh đề.
Về mọi người ghi ra cái giới của mình tương tự như cái bài tập ví dụ mà mình đã phân tích mổ. Rồi sau đó là mình đặt các cái câu hỏi như hồi nãy. Vậy thì câu hỏi đây là gì? Cái nhân, cái duyên nào mà nó đưa đến cái sự cốc cần đó, nó đưa đến cái hậu quả đằng sau cái sự cốc cần đó? Cái cảnh duyên nào, cái trưởng duyên nào, lục cần tâm thẩm ra làm sao? Hả? Được không? Chẳng có gì thương chứ. Tu hành tu đạt làm lời tâm. Tùy nha, ai mà đọc cái câu đó đó, đến cái câu mà tu hành chưa đạt đạo, lần lượt đến phiên ta đó, thì trong đầu mọi người sẽ hiện lên là chắc năm sau hoặc là mấy năm nữa, đời này chắc không tới phiên mình đâu, hoặc là biết đâu được, trời ơi ngày mai rồi, đó, ví dụ vậy. Thì lại khác nữa à. Ừ, chắc nó né mình ra, ví dụ vậy. Chắc không có đến nỗi vậy đâu, ví dụ vậy. Người chết là xót xa, chẳng dễ tìm, chẳng phải gì cũng biết. Tu hành chưa đạt đạo, chắc nó lén mình ra. Ôi dữ. Ký ơi, con nhớ học thuộc cái câu thơ của cái phiên bản gốc nha. Cô không muốn một ngày con dõng dạc đọc cái phiên bản của chính mình đâu. Thì hồi lúc nãy á, trong cái tiết Pali á, mọi người cũng có dịch một số cái câu trong các cái bài kinh, rồi có người cũng thắc mắc vậy thì cái từ dễ vui được các cái vị trưởng lão hồi xưa dịch ra tiếng Việt á thì nó có nghĩa gì, họ đọc họ không có hiểu thì ông thầy ông mới phân tích. Thì cũng nào là có cái sự trồi sụt nè, không có cái sự kiên nhẫn nè, không có cái sự kiên định nè, không có cái sự theo đuổi nè. Nhưng mà trong đó ông nói một cái ý rất là hay, đó là nó hàm chứa, chính vì nó hàm chứa như vậy cho nên là người ta mới chọn cái từ này, chứ không phải là những cái từ tương đương khác mà mình dễ hiểu. Đó là cái sự khinh thường, cái sự coi thường. Và khi mà mọi người đối chiếu vào cái câu này á, cái lý do mà dùng cái từ tốc cần á là ẩn trong đó có sự khinh thường, chứ không phải là tôi không thể hay là tôi cố gắng rồi hoặc là điều kiện không cho phép, mà là ẩn sâu bên trong đó là cái sự khinh thường, cái sự tốc cần, cái sự bất cần. Cái thằng tiếng này để làm giống gì, ví dụ vậy đó. Thì mọi người lưu ý về cái thái độ, về cái ý nhấn mạnh ở chỗ này để mà mình phân tích vào cái duyên. Chị ngang tạc xa độ, xa độ một cách ngang ngang. Được chưa? Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Này bài tập ha, tiết sau lên nói hả? Chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng mà nó né một tí ra. Rồi, mình để cái câu này lại bữa sau ha. Bữa sau mình lên mình nói tiếp về cái câu này, với lại mình qua cái phần của giáo viên. Ok. Được chưa, được chưa? Có ai chế lời thơ gì nữa không? Mà cái kiểu dễ vui nãy á cô. Rồi, không nói cho hết ý không đi. Cô nói nó chấp trước cái gì. Sao cô? Trời ơi, thì chứ cái từ quan trọng nhất nó lại không nghe. Cái sự khinh thường, ba nội ơi. Chấp trước cái sự khinh thường, cái sự bất cần. Không, con có nghe nhưng mà ý là tức là bình thường con hiểu chữ dễ vui là vô ý vô tứ, là đụng đâu đủ đó, không có sự cẩn thận á.
Còn nãy cô nói chất chất dịch tinh tường là nó là con hiểu sai đúng không? Ừ, ông hiểu sai cái từ đó rồi. Chứ còn nó còn về trong dưới. Tức là cái sự dễ vui á, nó tương đương với các cái từ như là giải đãi, lười biếng, trồi sụt, không có kỷ luật. Và thêm cái ngầm ẩn là cái sự khinh thường, là cái sự bất cần. Chứ ông hiểu nó là vô ý vô tứ là ông hiểu bậy rồi ông ơi. Ừ, là không dễ vui, lười biếng, là không có kinh thường, không có trời sụp, không có miền nọ. Không có miền nọ. Rồi, được chưa? Được rồi. Rồi, ok ha, các bạn bên đầu cầu trung tâm với lại đâu đó lơ lửng trên mạng cũng nghe kịp ha. Ok. Rồi, ok. Vậy mình nghỉ. Mày nghỉ thôi. Cảm ơn cô My. Ừ. Rồi, bye bye. Hai mọi người. Bye. Ông Dũng nhớ tự đóng cửa làm bài tập mình. Hai mọi người. Bye. Mai học bù bá với cả Liên nha. Mai đừng có mọi người đẩy một giấc đi sáng đi nha. Trời ơi. Trong giờ mỏi mòn mà chả thấy ai. Không nhờ dậy mỏng nói nhiều cũng lớn tắt chứ qua tí chừng mày nghỉ học